Cái nhà mà nếu không có cái sườn á thì chúng ta lợp ngói hay lợp tôn lên á, nó không có vững, nó không có vững. Đó, tất cả các kinh trong 12 bộ kinh mà Phật dạy đó thì phải nói thẳng ra đó là cái là ngói, là hoa văn, là này kia nọ vân vân, để là trang trí thêm bên ngoài cho nó đẹp và bên trong cho nó đẹp. Đó, mình nhìn vô một cái nhà tổng thể á thì mình thấy là cái hoa văn rồi cái mấy ngói đó, nó như thế nào đó, sơn vẽ màu mè rồi nó rất đẹp. Đó, nhưng mà bên trong nếu cái sườn mà nó không chắc á thì nó có đẹp bây giờ thời gian nó rất là mau hư mà nó đứng còn không vững nữa, một trận gió nhẹ thôi thì nó làm cái nhà nó sập rồi, làm cái nhà nó sập rồi. Cho nên á, khi mà cất nhà thì đầu tiên là cái móng cho chắc, kế đến á, dựng lên cái nhà, cái sườn của cái nhà, tức là cột, kèo, xiên, trính, đó, đòn tay. Rồi vấn đề tiếp là mè, rui, bắt đầu mới lợp ngói lên. Rồi vấn đề mà trang trí những cái hoa văn hay sơn màu gì đó, để nó thành một cái nhà hoàn hảo, bên ngoài mình nhìn vô rất đẹp, mà cái nền móng nó cũng chắc nữa. Cho nên cái nền móng của đạo Phật á là cái giới luật. Nền móng của đạo Phật là cái giới luật. Đó. Rồi khi mà cái sườn nhà mà dựng lên nữa, tức là cột, kèo, trính, xiên, vân vân. Đó. Thì tôi nói ra cái nhà thì quý vị ai cũng biết rồi, bởi vì ai cũng có ở nhà hết rồi. Chứ mình giờ chắc không có ai mà ở hang nữa. Có ở hang không? Không có nữa. Hồi xưa là ăn lông ở lỗ, là ở lỗ là ở hang á. À, cái thời kỳ mà bộ lạc á là ở hang, mà giờ ở nhà không. Ở hang á thì không có cột kèo mè rui gì hết trơn á, đào sâu cái lỗ vô hang đá hay là vô cái đất cái gò vậy đó rồi chung vô ở à. Thấy không? Như khi mà mình đã có nhà rồi thì mình phải biết cái nhà đó nó có cái gì, cái gì trước, cái gì sau. Các cái kinh á mà trong 12 bộ kinh mà Phật dạy á, thì rốt cuộc cái giới là cái nền móng của đạo Phật. Cái nền móng của đạo Phật. Nếu mà chúng ta tu theo đạo Phật mà chúng ta không biết giới, không giữ giới, tức là mình không có cái nền móng. Đó, mình không có cái nền móng. Đó. Mà không có cái nền móng vững chắc rồi thì cái nhà có đẹp cỡ nào đi chăng nữa rồi nó cũng sớm rụng thôi. Một cơn gió nhẹ, một cơn động đất nhẹ là nó sập liền. Đó. Hay là tôi muốn nói rằng cái đạo Phật mà nếu mà cái giới là cái nền móng của đạo Phật, mà chúng ta tu theo đạo Phật mà chúng ta không có giữ giới, chúng ta không biết tới giới, thì chẳng khác nào chúng ta cất nhà trên bãi cát. Bãi cát Đồng Nai nè. Mỗi lần Đồng Nai này, cái sông Đồng Nai này, xin thưa quý vị á, khi mà nước rồng sát rồi á, cái đầu Cù Lao này mà băng qua bên Bình Long á, nước nó đi tới bụng thôi, đi qua luôn bên kia luôn. Đó. Còn ở dưới khoảng giữa Cù Lao, ngay cái nhà ông thân bà thân sư á, là bên này mà băng qua bến đò Võ Xa bên kia đó, thì nước á thì mình đi không được, nhưng mà còn chừng khoảng 10 thước là cái bãi cát bên này, bờ sông bên bến đò Võ Xa bên kia là mình đi hộp đầu, đi được nhưng mà hộp đầu.
đi qua bờ bên kia luôn, ngay cái bến đồ Vỏ Xài giữa Cù Lao, à, ấp Tân Trạch. Thì cát nó nổi, cát đẹp lắm. Cát ở bên ngoài gọi là cát cồn Vỏ Xa đó, là cát đẹp, cát nhuyễn dễ lắm, mà nó sạch sẽ. À, cho nên cát rất là đẹp. Lúc đó mà như trường hợp mà sư còn nhỏ đó, là một số là quý vị mà trai trẻ thời điểm đó lấy banh ra ngoài cồn Vỏ Xa đá chơi, đá banh ở ngoài cồn Vỏ Xa. Nhưng mà bây giờ không còn nữa. Cát bây giờ người ta hốt ta ra xây dựng hết trơn rồi. Thậm chí bây giờ nó cái lòng nước bây giờ nước lớn lên nó sâu khoảng trên 20 mét, cát cồn không còn. Bây giờ còn lại một số ít ở chỗ khoảng giữa ấp Điều Hòa này mà ra hoài, phía hoài còn. Bởi vì cái khoảng cái cồn cát khoảng này á, nó bùng nhiều lắm, nó dơ. Nó dơ, thành ra nên người ta ít hốt. Nhưng mà nói thẳng ra đó thì cũng có người hốt, hốt lén, hốt trộm luôn á. Nhưng mà cái thời điểm mà hốt cát rần rộ á, thì xin thưa quý vị phải nhờ ông Hai Mãn. Ông Hai Mãn là trưởng công an của xã Bạch Đằng, ngang cái nhà của ổng. Cho nên không ai dám lại hốt trộm rồi, không dám. Cho nên cái khoảng nhà ổng mà cái bãi cồn bây giờ nó còn xa ra, có thể khoảng là mình tính ra chắc khoảng trên 20 mét từ cái bờ sông ra ngoài cồn, khoảng 20 mét trên, có trên. Chớ sông Đồng Nai bây giờ thấy là không còn cát nữa. Đó. Thì nếu mà chúng ta cất một cái nhà trên bãi cát thì quý vị hiểu rồi, nước lớn lên nó ngập rồi, nó nước nó đổ mạnh á, nó trôi cái nhà luôn, vì cái nhà không có móng, cái nhà xây trên bãi cát mà nó đâu có vững gì đâu. Cho nên những người tu theo đạo Phật á, mà không xem á, giới lực là quan trọng đối với đạo Phật, thì cái miệng họ giàu thiết pháp, thao thao bất tuyệt, hay vô cùng, giỏi không ai bằng, liêu lót tột vời. Nhưng mà đó, cái nhà của họ trên bãi cát đó, một cơn gió lùa nhẹ, một cái luồng sóng nước nhẹ là nó trôi liền, không vững. Đó. Nhưng mà đa số bà con mình á, thì mình học đạo mình cứ nghe, cứ phương tiện đi, không cần giữ giới. Mình học giáo lý cao siêu quá, mình niệm Phật niệm chú riết nữa về Tây Phương rồi khỏi cần giữ giới gì nữa. Nói như vậy không khác nào như cái ông kỹ sư mà xây dựng á, ổng dạy cất nhà trên cái mặt mặt đất mà không có xây móng. Hay là tôi muốn nói thẳng á, khi nói ở đây tôi nhớ vừa rồi á, ông Hòa Thượng Giác Văn, chùa Phước Huệ ở Đồng Nai, ông xây dựng cái chùa Phước Huệ trùng tu. Mà tôi không biết cái ông kỹ sư này á, cái đội xây dựng này không biết nó học có từ đâu. Quý vị biết á, khi mà ta dọng cọc xuống dưới lòng đất rồi á, thì cái cọc của nó ló lên. Bây giờ ổng không đào sâu xuống lòng đất mà để gầy một cái đà kiên ở dưới, mà ổng xây gạch lên á, một thước cỡ này luôn, xây lên á là bao những cái cục cái cừ á, giọng cọc á, bao đó rồi á. Ổng chuẩn bị là ổng á gầy cái đà kiên trên một thước vậy nè, trên một thước vậy. Thì tôi xuống tôi thấy hở đâu rồi. Tôi thì không phải kỹ sư, tôi không có chuyên xây dựng, nhưng mà
Tôi trải qua nhiều cái kinh nghiệm, đã có xây nhiều cái chùa, nhiều cái cốc, nhiều cái tỉnh thất, cho nên tôi biết. Từ xưa nay tôi chưa từng thấy ai mà xây một cái chùa mà đổ ba tấm mà không đổ đà kiền dưới lòng đất, cũng như không đào sâu xuống dưới cái lòng đất khoảng từ một thước đến một thước rưỡi, rồi cái vuông dứt của nó là từ một thước đến một thước rưỡi để làm một cái chân móng. Tôi chưa từng thấy ai mà không làm cái này, đều có làm hết. Nhưng mà cái đội xây dựng này, sư hòa thượng Giác Văn, ổng làm một cái chùa này á, trùng tu đổ ba tấm mà ổng không làm kiểu đó. Cái cọc ép xuống nó lố lên khoảng một thước, ổng xây gạch xung quanh, rồi ổng sẽ là đổ đà kiền trên khỏi mặt đất một thước này nè. Tôi thấy hở âu rồi, tôi mới kêu sư Văn đình chỉ cái nhóm thợ này lại. Mà thợ này là làm công ty chứ không phải là thợ mà thợ rài đâu, mà sao ngộ vậy? Tôi kêu đình chỉ và cho cái tóp thợ này nghỉ đi, phải kêu tóp thợ khác làm. Thì sư Văn ông nghe lời tôi đình chỉ, thì mấy ông ngưng. Sau đó mấy ông, ba bữa sau ông trở lại, ông trả lời với sư Văn á, ông có hỏi một ông tiến sĩ kỹ sư xây dựng làm cái móng vậy là được, không sao chứ, không sao đâu thầy, không sao đâu. Tức là ông muốn làm luôn đó, đổ đà kiền trên mặt đất một thước rồi mới là coi như đổ cái nền mặt sàn, rồi tiếp tục lên nữa là ba tầng nữa. Ông nói ông tiến sĩ kỹ sư xây dựng, ông hỏi cái ông đó rồi ông trả lời được, ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không biết ông kỹ sư, ông tiến sĩ kỹ sư này, không biết là ông học trường lớp nào ra mà ông nói vậy là được. Mà quý vị biết đất ở phường Thống Nhất Biên Hòa là đất sình. Đó. Mình nôm na mình nói đất ruộng á, ở dưới đất nó còn dẻ nha. Đất sình tức là đất bưng. Đất bưng là đất sình, nó đâu có chân. Mà làm như vậy á, một cái chùa mà ba tấm về Phật tử, sau đó mà nếu mà thành tựu rồi á, mà Phật tử tập trung lên chừng khoảng 200 người, nó sẽ đổ một cái rần luôn. Ai trách nhiệm này? Ông thầy trụ trì trách nhiệm với ai, đúng không? Cho nên là tôi mới nói sư Văn, tôi nói không biết ông tiến sĩ kỹ sư này ông học trường lớp nào ông ra tôi không biết, mà cuộc đời tôi nay là mấy mươi năm rồi, tôi chưa từng thấy một người nào mà xây dựng cái nhà mà kiểu này á. Cái nhà cấp 4 ta còn phải đổ chân cột một thước rưỡi thước vuông, đào sâu xuống lòng đất, đổ cái chân móng, rồi đà kiền ở trên mà nằm âm dưới đất luôn. Kêu bằng là cấp 4, nhà cấp 4 thôi mà đất sình ta phải làm như vậy, đất ruộng ta phải làm như vậy. À, chỉ trừ ra đất thịt là nhà cấp 4 không có đổi. Ví dụ đây tôi mấy nhà cấp 4 tôi không có đào chân lớn vậy, nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, 8 tấc thôi, 8 tấc vuông thôi, cái chân móng. Thấy không? Sau đó dẹp cái tóm thợ hội luôn, tới cái tóm mà xây dựng kế sau này thì mấy ông vô mấy ông làm được, làm đúng theo cái nguyên tắc hồi xưa giờ mình thấy. Bởi vậy bà con mình bây giờ xây dựng như không, mình mà nó cất nhà cất cái gì đó thì mình phải biết. Thấy khi mà thầu thợ mà họ làm cái móng chân móng như thế nào rồi, mình phải hỏi những người xung quanh thấy cái ông đó ông làm gì được hay không. Chứ nếu mình không biết gì, sư Văn không có biết. Mặc dầu hồi xưa giờ ông ở với tôi đây là xây dựng là tôi làm không à, chứ không có làm. Ông đâu có biết. Ông thấy vậy chắc được. Tôi nói nè, làm cái kiểu này á hả, động đất nhẹ là nó đổ ngã cái rần liền. Ba tấm nó cao quá mự. Mà nghe là nhà cấp 4 cũng không có làm cái móng kiểu này nữa. À, thì cuối cùng dẹp cái tốp xây dựng đó, kêu tốp khác làm. Bây giờ đã xong rồi, vừa rồi dẫn Phật tử xuống cũng cái thành đó.
Bây giờ thấy chưa, nếu mà tôi không xuống mà tôi chỉ đạo hả, là coi như là ông sư văn ông mềm yếu đến đổi á. Tôi kêu thôi cho pháp đi nghỉ đi, ông ấy tội nghiệp người ta, mình kêu ta làm rồi giờ mình cho nghỉ tội nghiệp ta. Tội nghiệp sao được, ta không biết làm rồi, ta không biết làm rồi. Cho nên quý Phật tử bây giờ mà coi truyền hình á, radio hay là báo chí mà đăng những cái nhà, những từng lầu sập đó nha, coi chừng thợ á, là nó không biết làm, nó làm ẩu á. Đó. Tôi nói thậm chí cái tịnh xá An Lạc của tôi trông như vậy nữa. Khi mà xây cái cổng, thay vì hồi đó mình làm á, cái cổng là cái đường giữa, cái cổng giữa đó là cái móng mình làm chắc trước rồi, thợ của mình làm chắc rồi. Cái chú thợ nọ, chú thợ nọ là chú làm chuyên làm hoa văn, cái nó lãnh nó làm cái cổng tịnh xá tôi ở trong, đào thêm hai cái móng của hai bên, tức là làm cửa tam quan, à, cái móng cái cột bìa cột tháp. Ai đợi là coi như là cái cây cột của mình á, nó ngay thì bây giờ kéo thẳng bên này, đào một lỗ bên đây, mà có hàng rào, mình có cái móng hàng rào sẵn rồi. Mà cái móng hàng rào mình đâu chắc chắn gì đâu, mà trong khi đó, nó đào cái chân cột á, nó đào có một bên à, nó đào có một bên rồi nó gầy sắt có một bên rồi để nó đổ cái chân cột lên. Tôi nói làm gì không có được, chú phải đục cái móng hàng rào của tôi, nó xuyên qua bên kia luôn, nó lạp nó băng tim ngay cái móng hàng rào một thước luôn hả, à, lấy vuông vứt một thước chú mới đào sâu xuống, chú gầy sắt một thước để lố bên kia luôn, đổ cái chân móng nó vừa bên này và vừa bên kia, rồi ở giữa là chú đổ cái cột lên. Thì như vậy á, cái cột này nó mới cứng nè, còn chú kèm có một bên nè, mà đây mà trời mưa mà nó đất cát, mà trời mưa mà nó thấm nước rồi nó mềm lắm, cát nó trôi luôn, nó đổ ngã cái trụ luôn á. Thì cuối cùng phải nghe lời theo sư mà làm đó. Nó làm ẩu. Cho nên mình nhờ thợ làm, mình phải coi quý vị ơi, những người mà thợ thầu mà ta đàng hoàng đúng đắn á, thì ta người ta cho thợ làm đúng đắn lắm, mà những người thầu mà ẩu rồi á thì nó cho làm cẩu thả mình, mai mốt á mình kêu bằng bàn giao xong xuôi rồi á, mình ở chừng nửa năm hơn năm thì nó có sập kệ mình, thấy không? Cho nên mình không biết các nhà thì mình phải hỏi những người biết. Ờ bây giờ thầu nó làm cho tôi vậy, chú thấy chú biết chú quen biết thì chú thấy vậy được không, đúng chưa? Nếu người ta nói đúng thì để cho làm tiếp, mà không đúng là phải chỉnh sửa. Thì các nhà mình ở cả đời mình mà, chứ đâu phải cất như cái chòi ở mai mốt dở đi chỗ khác đâu, thấy không? Mình cất nhà cho người ta ở là phải bảo đảm an toàn cho sinh mạng người ta, một con người có đạo đức, thấy không? Làm ẩu mai mốt này người ta ở rồi một năm hai năm sau nó sụp đổ rồi ai trách nhiệm, rồi chết người nữa ai đền nhân mạng, thấy không? Cho nên ở đây tôi nói cái nhà, tức là tôi nói cái đạo quý vị, tôi nói cái đạo á, tất cả những tăng ni là đệ tử của Phật, khi mà dạy Phật tử tu phải lấy giới luật làm nền tảng. Giới luật là cái móng á, cái móng của nhà đó. À, các nhà mà cái móng không chắc rồi thì nhất định cái nhà đó phải sập đổ thôi. Mình tu, bất cứ người tu á, dầu họ thuyết pháp thao thao bất tuyệt, họ là hòa thượng thượng tọa tôi không cần biết. À, nhưng mà họ chê bỏ giới luật của Phật, bất chấp những điều răn của Phật, à, nói là phương tiện, như vậy là không khác nào như cái ông thầu mà xây dựng chùa Bất Huệ của sư văn. Nếu mà không có tôi là không đình chỉ được cái tốp thợ đó thì cái chùa này có thể là khoảng chừng nửa năm năm nó sập. À, ai mà làm cái móng trên trời, ta làm cái móng âm xuống đất còn thấy chưa chắc chắn nữa. Còn cây cột á, khi mà giọng cừ á, mà không làm cái chân móng ở dưới, nghĩa là khoan đập, à, đập cái cây cừ đó câu sắt chung dưới bên ngoài thành một cái chân, thì làm sao nó có cái độ nó đứng vững được.
Một cây cự như vậy, mặc dầu nhiều cây nhưng mà một cái cơn gió đùa hay hoặc giả là một cái chuyện động đất thì nó sẽ nâng cây đà dưới, nó chịu không nổi, bởi vì đất sình mà, nó sẽ nghiêng liền là sập liền. Phải có cái chân kìm ở bên nữa, bởi vậy thấy chưa? Cho nên cái đạo Phật mình tu cũng vậy, phải có một nền tảng vững chắc của đạo Phật là giới luật. Mà con người mình tu á, từ á giới năng sanh định, định năng sanh huệ, có huệ mới có minh tâm kiến tánh mới thành Phật được đó. Mà không có giới luật là đạo Phật, cái người đó nói miệng nói tu đạo Phật chứ họ không có căn bản của đạo Phật. Họ xây dựng cái đạo tâm bồ đề của Phật tử không có cái không vững chắc, không vững chắc, thấy chưa? Nó là như vậy đó. Cho nên tuy là giới luật là nó, nếu mà nhìn chung thì nó bình thường, nhìn chung nó bình thường. Nói xin lỗi, mình không sát sanh thì cần gì giữ giới cấm sát sanh, phải không? Mình không giết người, mình không giết thuốc vật luôn thì cần gì giữ giới không sát sanh? Khỏi giữ, khỏi giữ, mình đã tự nhiên có rồi, có giới rồi. Không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu cờ bạc say sưa thì tự trong lòng mình có giới rồi. Giới sự dĩ có là một cái hàng rào ngăn đón cái tâm vọng ở bên trong, như là cái cổng nhà, rồi á bên ngoài cổng nhà là cái cổng giường, cũng phải có hàng rào. Cổng giường bên ngoài mà không có, trâu bò nó vô giường mình nó ăn, trồng mấy cây bưởi cây cam nó vô nó mài nó cỏ hứa hết rồi còn gì. Cây bưởi cây cam ở ngoài cái giường nhà của mình á không khác nào như là một cái vật trang trí, nó tăng thêm vẻ đẹp cho cái nhà. Rồi cái nhà mà không có không có cửa thì ai bước vô em ra vậy mình mất tự chủ luôn rồi, phải không? Cho nên cái giới luật tuy nó tầm thường, nó bình thường, nhưng mà nó rất quan trọng cái đối với người tu muốn tiến đến quả vị giải thoát. Nó rất quan trọng với cái hành trình của mình. Tôi nói vậy để cho quý Phật tử mình có một cái khái niệm cụ thể, chứ đừng coi thường giới luật. Con người tu á mà có giữ giới luật không khác nào như cái xe mình có hai bánh, mình chạy tới được. Còn mình tu mà không có giới luật thì như cái xe mình không có bánh, nó không đi đâu được nữa. Hoặc giả như người không có chân, người không có hai chân cũng không đi đâu được hết. Phải có chân, đúng không? Đúng thì Phật tử cho nào hô tay đi, cho để nãy giờ tôi nói làm sao. Tiếp tục vừa qua thì sư đã giảng về vấn đề 37 phẩm trợ đạo bồ đề của đạo Phật là cái sườn của cái nhà. Thì trong đó gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như y túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Thì vừa qua thì sư có nói về bốn điều như ý đầy đủ, nhưng mà tôi chỉ nói sơ thôi. Bây giờ nói lại cho chính xác về bốn điều như ý cho đại chúng nghe, rồi chúng ta lấy đó làm tư lương để mà trên bước đường tu của mình. Thật sự ra mà nói, khi mà tôi giảng sâu về vấn đề mà 37 phẩm trợ đạo bồ đề á, là tôi nói muốn tất cả đại chúng, những người Phật tử, những chư tăng ni mà nào mà học cái giáo lý của tôi á, có đủ căn bản đi đâu không thua ai, không sợ ai hết trơn á. Còn vô cứ học cái bông kinh điển ở đâu không à, mà không biết tứ niệm 37 phẩm trợ đạo bồ đề là cái gì á, tức là mình biết á, mình biết cái con cá đó không có xương sống,
Con rắn con không có xương sống luôn, mà con người con không có xương sống luôn. Hả? Nó có xương sống nó mới đi đứng, nó lội tới lội lui. Dầu con rắn dầu con lươn á, nó là bò nhưng mà nó cũng phải có xương sống ở giữa, phải không? Thì nó bò mới nhanh, chứ mà không có xương sống ở giữa như con trùng á, làm sao nó bò nhanh được? Nó quăng quay qua lại chút xíu thôi. Cho nên cái mình tu là mình phải biết con người phải có xương sống, con vật phải có xương sống, cái đạo mình á nó cũng phải có cái sườn, cái nền tảng của đạo. Thứ nhất là giới luật mà tôi đã nói vậy, là phải có sườn, cái sườn của cái đạo đó tức là ba bài pháp trời đạo Bồ Đề. Mình không cần học giỏi, không cần bằng cấp gì hết. Xin thưa quý vị, khi nói bằng cấp tôi còn nhớ bằng cấp ai ký cho mình? Ký thì bất quá là mình học trên văn chương chữ nghĩa thôi. À, nhưng mà thế gian nó đã có bằng cấp thì mình giờ trong đạo mà tu mà không có bằng cấp thì mấy người thế gian họ cống cao ngã mạng, họ coi thường người tu, nó dốt học gì chứ. Cho nên trong Phật giáo bây giờ cũng phải cho đi học. Nhưng mà tăng ni đừng bao giờ hiểu lầm là cái bằng cấp mình là hơn những người không có bằng cấp nha. À, đừng nghĩ mình có bằng cấp mà hơn những người không bằng cấp. Cái đạo Phật á, vừa học vừa hành, vừa học vừa hành, vừa hành vừa học. À, học tới đâu hành tới đó, hành tới đâu biết tới đó, cái này nó vững chắc trên con đường tu đó. Còn học mà không hành á, không khác nào ngồi chỗ nói quát vậy thôi, như con két nói tiếng ngự thôi. À, chứ đâu ăn thua gì tâm linh đâu. Ai đời một vị mà mình hôm nay mình nói gọi là một vị cao tăng á, mà bây giờ cả thế gian mà đa số người ta tin tưởng, mà giờ ông nói ngược chữ nghĩa Phật hết trơn, ông nói không có địa ngục, vậy là sao? Khế cơ khế lý chỗ nào của đạo Phật? Tôi thật sự ra nói tôi dốt học, tôi không có bằng cấp gì trơn á, nhưng mà tôi còn biết rõ trong cái giáo lý nhà Phật, Phật dạy là phải khế lý và khế cơ. Khế lý là lời nói phù hợp với lời của Phật dạy, mà phù hợp với lời Phật dạy tức là phù hợp cái lý thiên nhiên tự nhiên của tạo hóa, đó là khế lý. Không? Mình là giảng nói đạo Phật mà không phù hợp với cái lý thiên nhiên tự nhiên của tạo hóa, không phù hợp với lời Phật dạy, vậy đâu có khế lý. Mà lý không khế vậy thì làm sao khế cơ? Thấy không? Là cái căn cơ trình độ của mỗi người. Mà tôi nói vui vừa qua đó, cũng có một vị thượng tọa, ông giảng với đám thợ chài chài cá lưới cá ngoài biển. Người ta hỏi ông ấy chứ, tụi con mà đi chài cá lưới cá sát cá vậy có tội không? Ông nói không có tội, có phước không? Ông nói câu đó nhiều người là rần rộ lên phản cảm ông, phản ảnh ông. Cái ông thầy này tà đạo rồi, nó tà bậy. Thấy không? Ông này tà đạo, nó tà bậy. Đạo Phật nào mà nói giết cá, bắt cá mà có phước, giúp cho nó chết sớm, nó mau đầu thai, có phước là sao? Giống nhau phản ảnh tùm lum hết trơn. Tôi cũng mở mạng tôi nghe. Nó thiệt tình. Cái người giảng đạo phải khế cơ, là khế cơ chỗ nào? Bây giờ á, muốn độ cái nhóm á, là thợ chài ở ngoài biển á, mà nói mấy chú mà bắt cá hả, giết cá mấy chú có tội á, thì làm sao mà tiếp cận được nó mà độ nó? Mình phải dẫn dắt nó lần lần thôi. Cho nên ổng phải nói vậy thôi, đó là khế cơ, phù hợp với cái căn cơ, cái trình độ người đang đánh cá ngoài biển. Bởi những hàng Bồ Tát ta dạy á, sát những miêu cứu giận thử. Nếu nghe là mà giết một con, chết một con mèo mà cứu nghe là cả 10.000 con chuột cũng nên giết chết con mèo, chấp nhận nhân quả đó, mà giết một con mèo đi đó. Mình cái pháp lý nhà Phật phải tùy duyên mà nói, mỗi chỗ khác nhau chứ không phải đụng đâu nói đó. Đó, nhưng mà còn ngược lại bình thường mình phải nói nhân quả rất rõ ràng, nhân quả rất rõ ràng đó.
Cho nên giảng đạo Phật là phải khế lý mà khế cơ. Khế lý mà khế cơ. Tôi nói cho này Phật tử chiêm nghiệm là thử coi. Tôi nói vậy có gì sai? Tỉa đi, không biết lên. Ông sư nói bậy rồi. Thì sư mới hỏi ngược lại, giờ quý vị nói sư nói bậy chỗ nào? Thì trả lời bậy chỗ đó vân vân vân. Còn ông sư nói đúng rồi á, thì ông sư nói đúng, thì tôi cũng hỏi ngược lại Phật tử chứ, đúng chỗ nào? Phải nói cho tôi nghe, cho đại chúng nghe chứ. Bởi vì mình á, cái đạo Phật của mình á, là phải phải khai sinh ra chân lý và phải thể hiện được cái công lý của trời đất. Đó. Cái chân lý đâu phải dành riêng sư nói đâu. Cái chân lý đâu phải dành riêng cho Phật Thích Ca nói đâu. Cái chân lý đâu phải dành riêng cho Đức Chúa Giêsu nói đâu. Cái chân lý tức là lẽ thật, lẽ thật tất cả mọi người đều có quyền khai thác và xác nhận nó, đều có quyền hết. Đó. Nhưng mà mình cũng phải thấu đáo tận tường là chân lý nó phân ra được ba phần, làm ba phần: chân lý tuyệt đối, chân lý tương đối và chân lý cá biệt. Mình phải biết phân rõ ràng. Chân lý tuyệt đối á, thì phải nói thẳng đến chân tâm bất diệt thì đó mới tuyệt đối thôi. Còn chân lý tương đối là đối đãi với nhau, hãy có thiện nhất định có ác, có xấu và phải có tốt, có trời thì phải có trăng, có ngày là phải có đêm, có Phật Thánh thì phải có ma quỷ. Nào, chân lý tương đối là sự thật nó như vậy đó. Có cái này là phải có cái kia. Tương đối. Hả? Còn cái thứ ba nữa, chân lý cá biệt. Đây là lẽ thật cá nhân của mỗi người. Thí dụ lẽ thật cá nhân của mỗi người là sao? Bây giờ nói về cái cuộc sống á, cái người này á là họ thích đi xe đạp, họ không muốn đi Honda. Còn cái người nọ thì thích đi Honda, chơi xe đạp, không thèm đi xe đạp. Chừng nào tôi có tiền tôi sắm Honda tôi đi thôi, là tôi đi Honda thôi chứ tôi không đi xe đạp. Nhưng mà người nọ giờ tôi có tiền tôi không đi Honda nữa, tôi đi xe đạp rồi, cà ten vậy chứ mà sướng. Thí dụ như vậy, nghĩa là cái cá nhân về tư duy, về cái định kiến của mỗi người á, họ thích cái đó á, là đây là sự thật cá nhân của mỗi người, nên gọi là chân lý cá biệt. Cái người này thì thích ăn bún riêu, người nọ thích ăn bún bún gì quế á, rồi người nọ thì thích ăn hủ tiếu, người nọ thích ăn mì, rồi người nọ thích ăn hủ tiếu mì. Mỗi người có sở thích riêng, đó là chân lý cá biệt, thấy không? Đó. Rồi bây giờ mình nói chuyện thế gian mà cho vui cho nghe, đó là thí dụ như á, cái cô này đẹp thấy màu à, mà thương cái chàng trai này nó không có vợ, nó không có vợ mà cô này đẹp thì thấy nó thương cô đi, không thương cái cô đẹp gái mà cái cô nọ đen thù lùi mà lấy thương. Và tại sao? Là cái tư duy, cái quan niệm, cái định kiến của người đó với cái cô này nó có cái nghiệp duyên với nhau. Cho nên thay vì thương người đẹp chứ mà không thương thì thương cái người đen thù lùi. Tại cái nghiệp duyên của người ta. À. Nhưng mà ngược lại á, thì người nữ nọ cũng vậy. À, bị người ta chơi bông hoa lài cầm bãi cứt trâu. Gái đẹp mà ưng cái thằng gì đâu mà nó cái mặt nó mặt rỗ, cái cục vậy. Nhưng mà nó cái duyên của người ta. Mấy thằng thanh niên giàu có hào hoa phong nhã mà đi nói mà không ưng, ưng cái thằng cái mặt rỗ. Cái cục vậy. Đó là cái lẽ thật cá nhân về cái định kiến của mỗi cái người, cái hiểu biết của mỗi người, hoặc giả là mình nói nôm na gọi là cái duyên nợ. Mình thí dụ như vậy, thấy không? Cho nên cái chân lý mình phải phân ra được ba phần. Chân lý tuyệt đối là chân tâm bất diệt, cái này không thay đổi. Ngược dòng thời gian trở về quá khứ không bớt, mà ngó tới tương lai không thêm. Còn chân lý tương đối thì có sáng, có tối, có tốt, có xấu, có hư, có nền, có phải quay. À. Còn
chân lý cá biệt thì cá nhân của sở thích của mỗi người, cái duyên nghiệp mỗi người như vậy. Cho nên mình sống ở đời đừng chơi người ta ha, đừng chơi người ta sao gái đẹp mà ưng chồng xấu, mà cũng đừng có chơi người ta nghe là thằng trai đẹp mà lại cứ cô vợ xấu xí. Đừng chơi, cái duyên nghiệp của mỗi người, thấy không? Và cũng nói thẳng quý vị, hạnh phúc hay không đó là quan trọng. Có vợ chồng ăn ở nhau hạnh phúc hay không là quan trọng, chứ đẹp xấu không quan trọng đâu, không quan trọng đâu. Đó thì hôm nay tiếp tục là tôi nói về bốn điều như ý, tức là tứ như ý túc trong 37 phẩm trợ đạo bồ đề của Phật. Thì để xoáy sâu vào vấn đề này á, thì tứ như ý túc là gì? Thì tứ là bốn, mà như ý là như lòng mong cầu của mình, như lòng mong cầu của con người. Đó. Còn túc là sao? Túc là đầy đủ, túc là đầy đủ, bốn điều mong cầu được đầy đủ. Như vậy thì bốn điều mong cầu được đầy đủ đấy, khi mà chúng ta nghe qua thì dường như Phật dạy, mình hiểu cách nôm na đấy, dường như Phật dạy là mình tu theo Phật chắc mình muốn gì cũng được đủ rồi. Không phải, mình muốn cái gì á trong bốn điều nó được đủ, có nghĩa là mình biết đủ, biết đủ theo cái khả năng, cái trình độ về cái phước đức của mình, cái nhân duyên của mình. Thì nói cách khác, trong bốn điều ý biết đủ, vừa đủ theo lối trung đạo, không thấy quá, không bất cập, là sẽ được an nhiên tự tại trong lòng mong cầu, đồng nghĩa với câu tri túc thủ thường của thánh nhân dạy. Đó, đồng nghĩa với câu tri túc thủ thường của thánh nhân dạy. Có nhiều người con lớn lên ba má không có tiền, mẹ sắm cho con chiếc xe đạp đi mẹ, thì mẹ cũng ráng dành dụm để mua chiếc xe đạp. Cái mai mốt cái ba cái nó đua đòi với người ta, mẹ sắm cho con chiếc Honda mẹ, với Honda thì chắc cũng trên 10 triệu trên, thì mẹ thấy giờ không có cũng ráng mượn ai đó để mà mua cho con. Nó không biết đủ, nó nghe là nó không biết cái túi tiền của mẹ nó như thế nào á, nó cứ muốn gì được nấy gọi là đủ. Không phải đâu, muốn cái gì mà được cái nấy á đó không phải là đủ, mà đủ đây á là biết đủ, biết cái túi tiền của mẹ, biết túi tiền của cha, và biết cái khả năng của mình. Đó, khả năng của mình có thể mình mua cái đó, mình sắm cái đó được hay không. Đó, ví dụ như vậy. Đó, thì vậy thì bốn cái điều mà biết đủ là như thế nào? Một á là dục, hai á là tấn, ba là nhất tâm, bốn là quán. Dục, tấn, nhất tâm và quán. Đó, dục, tấm, tấn, nhất tâm và quán. Mà tôi nói rằng cái này á thì không riêng gì ai hết trơn, những con người sống trên trần gian này đều có bốn điều này hết, nhưng đều có lòng ham muốn hết, nhưng mà mình phải thực hiện trên đúng bốn điều này thì cuộc gia đình mình hạnh phúc, tâm hồn mình an lạc. Nói về cái thứ nhất là muốn, tức là dục. Thế gian phàm tình là người mong muốn giàu sang quyền quý, ham muốn danh lợi sắc tài, ham muốn tình yêu, ngủ nghỉ ăn uống, vân vân, ham muốn cho thỏa thích tâm phàm dục vọng, đôi khi gây ra tội lỗi quấy ác, xâm phạm đến quyền lợi sự sống còn của kẻ khác, của chúng sanh chung mà không hay. Nhiều khi mình muốn quá xâm phạm đến cái quyền lợi và sinh mạng kẻ khác mà không hay, mình bất kể luôn, thấy không? Có khi cũng hay biết là tội lỗi mà vì nhu cầu tột độ, lòng ham tham ích kỷ, lòng lộn che lấp sự sáng suốt của trí huệ, thành ra làm càn, từ chỗ đó sẽ sanh ra muôn ngàn chuyện, sẽ sanh ra muôn ngàn chuyện rối khổ. Và có thể gây nhiều tội ác mà không hay. Thí dụ như bây giờ là
là tranh danh đoạt lợi rồi tham quyền rồi cố vị, muốn quá, muốn lên ngồi cái ghế chứ làm quan chức lớn cho cao, mà trong khi đó là mình dìm kẻ khác, giết kẻ khác, gây tội lỗi mà mình không hay. Mà cái gây tội lỗi đó chính hiện giờ mình chưa bị trả, chưa bị báo, chưa ai biết. Nhưng mà có quỷ thần ta biết hết trơn à. Làm cái gì thế gian này cũng có người người âm ta biết hết đó. Có người âm ta biết hết. Mà có người âm biết thì sớm muộn bị trả quả thôi. Cho nên từ đó cổ nhân có câu là ham vui một phút chịu sầu ngàn năm. Ham vui một phút thôi chịu sầu ngàn năm. Nói tới đây tôi nói một cái chuyện mà Phật tử nghĩ, nhà ông sư cũng có cái phim nha. Đúng, có cái phim chứ. Hồi tối nay coi cái phim gì, nữ sát thủ công an, nữ sát thủ công an. Tràng ơi, quen cái ông này là ông giám đốc, giám đốc mà làm gì cơ quan mình bên xuất khẩu vậy đó. Ông mê gái, ông bỏ vợ ông. À, rồi cái cô nữ công an này là quen với vợ ổng, mà cũng quen ổng, khuyên ổng không nghe. Tới chừng cái cô nọ, cái cô gái đó, gái điếm á, mà nó là trong cái tổ chức buôn bán người xuất khẩu nước ngoài. Nó gài độ ổng vô phòng với nó rồi á, nó chụp hình. Bây giờ nó ép ổng phải chấp nhận đưa, làm thủ tục đưa hai đứa bé đi xuất khẩu nước ngoài. Đi nước ngoài, bán ra nước ngoài đó. Cuối cùng công an nó biết, bắt hai đứa nhỏ. Và đang trên đường điều tra thì bây giờ nó lộ tẩy ra. Nó lộ tẩy ra bây giờ á, công an bắt ổng luôn, cũng điều tra luôn. Coi có liên quan với cái nhóm, cái tổ chức mà bán người ở nước ngoài hay không. Đó, ham vui có chút à, với cái cô gái điếm đó mà để cho người ta chụp hình, rồi giờ người ta đưa lên người ta gài, mình phải làm là phải làm thủ tục cho hai đứa nhỏ nó đi xuất khẩu nước ngoài để tụi nó bán ra xuất khẩu nước ngoài, thấy không? Ham vui một chút xíu à, mà bị cái nhóm nó gài độ rồi phải làm những cái chuyện sai pháp luật. Đó. Mà bỏ vợ con, thậm chí cô vợ cũng buồn quá, tên cô đó cô Thanh, cô tính làm đơn ly dị với ông chồng luôn đó. Nhưng mà nhờ cô bạn là công an, nữ sát thủ, nó khuyên, cuối cùng thì cũng sum họp được. Quý vị thấy chưa? Bởi có những cái, cho nên mình sống ở thế gian này mình cố gắng tránh né những cái gì mà ham vui, mà trong giây phút mà mình phải coi chừng cái hậu quả nó như thế nào, nó dẫn đến tan nhà nát cửa luôn, thấy không? À đây thí dụ như ông vua Diệu Trân Dương nghĩ đến quyền thế danh vị của mình, mà khi đó công chúa Ba là công chúa Diệu Thiện ấy, là tin tưởng theo Phật pháp rồi xin đi tu, ông không cho à. Thì chẳng những ông giết Dư Tăng, ông đốt chùa luôn. Cho nên sau khi ông mới lãnh cái hậu quả là ông chết, ông bị đọa xuống 18 tầng địa ngục. Đó. Nếu ai mà có coi cái phim Quan Âm Diệu Thiện này, mình biết, mình thấy rõ này. Mình tưởng chừng như là đốt với tiền bạc là mê tín dị đoan. Lâu nay mình nghe nói vậy đó. Nhưng mà trong cái phim Quan Âm Diệu Thiện á, thì quý vị thấy không? Khi mà Quan Âm Diệu Thiện mà tu đắc quả rồi á, đi xuống địa ngục tìm cha. Mà trên cái đường đi xuống địa ngục bị cản riết à. Cái nhóm này nó ngăn, nhóm kia nó cản. Nó đói khát quá, mà do trước kia đó, trước kia vua cha gây cái nghiệp chướng với đồng bào đó. Rồi giết chết người ta, hoặc giả người ta đói khổ mà ta chết đó. Cho nên là Diệu Thiện đi xuống tìm cha đều bị ngăn cản. Mà mỗi đoạn ngăn cản như vậy thì trên trần gian này ông vua và các đại thần tể tướng bá quan xúm nhau đốt giấy tiền vàng bạc, đốt xuống cho Diệu Thiện, đưa theo cho Diệu Thiện
để mà rồi những cái người mà đón đường diệu thiện nó chạy, nó đói quá, nó thấy đồ ăn nó phải lộn, thấy quần áo nó phải lộn, thấy tiền bạc nó phải lấy, cho nên nó chạy nó lộn nó lấy, thì mới trống đường diệu thiện đi tới từng bước. Đến khi mà và trên này đốt ba cái đồ giấy đồ mã hết trơn rồi, bây giờ diệu thiện bị nghẹt lối đi không được nữa, vì cái đám mà đói khổ với coi âm á, do vua cha trước kia gây khổ sở người ta đó, đón diệu thiện không cho thì không cho diệu thiện đi tới gặp cha. Thì bây giờ mấy ông quan ông vua là tể tướng xúm nhau lấy quần áo thiệt đốt xuống để cho đưa theo cho diệu thiện, thì nó xúm nhau lấy lộn. Mà đây tôi nói ngay cho này Phật tử thấy không, cái giai đoạn đầu á mà mấy quỷ đói ma đói như á, dân đói nó khổ nó quả cản đường diệu thiện á, là lúc đó đốt đồ giấy không à, mà nó cũng lộn để nó xài. Và khi đốt đồ thiệt nó cũng lộn nó xài, nó đâu có nói đồ thiệt đồ giả gì đâu. Là tại sao? Tại vì tiếp nhận qua tư tưởng, mình nói mình cho nó xài được vậy, không biết. Như vậy thì sao? Cái cuối cùng á, nhờ vua trên này đốt quần áo thiệt rồi đủ thứ chuyện hết trơn á, bây giờ diệu thiện mới tới gặp cha. Thì thương cha mà tình phụ tử, khóc lóc rồi cha gặp con cũng than thở cũng khóc lóc. Thì bây giờ ổng hối hận, ổng hối hận là trước kia ổng làm vua mà ổng gây tội ác với nhân dân, với ba tánh, với chúng sanh nhiều quá, cho nên giờ ổng phải bị giam dưới địa ngục khổ sở vô cùng, bị đánh đập, bị tra tấn khổ sở. Thì bây giờ diệu thiện mới là an ủi cha, thôi để con xin với Diêm Vương cho cha được lên đi đầu thai làm người trở lại. Mới gặp ông Diêm Vương xin thì thiệt á, không ngờ, quý vị không ngờ biết sao không, ông Diêm Vương mà cũng dĩ tình nữa, dĩ tình diệu thiện là Bồ Tát xin, cho nên mới cho Diệu Trần Dương đi lên. Thì mình chỗ này mình mới thấy rõ, con người sống thế gian cái tình cảm nó nặng lắm, vì tình riêng mà chối bỏ luật pháp. Ông Diêm Vương dị tình công chúa Diệu Thiện, tức là gì kêu bằng dị tình Quan Thế Âm Diệu Thiện, cho Diệu Thiện dẫn Diệu Trân Dương trở về đầu thai làm người. Nhưng mà trên đường đi là trước khi ông giết người ta cũng bị đón đường nữa, ngăn cản riết. Thì cái này ý nói rằng á, dầu cho Diêm Vương bên ngoài có tha tội cho mình vì Quan Âm Diệu Thiện, nhưng mà cái thức nghiệp của mình đã gây tội với chúng sinh rồi, thì chính cái nghiệp ác, cái ý ác của mình nó vẫn còn ngăn chặn đường tiến hóa của mình, vẫn còn ngăn chặn, nó chưa xuống đâu. Người ngoài có tha, nhưng mà tòa án công lý lương tâm nó không có tha. Cho nên tới cuối cùng rồi á, lương tâm nó không tha, cho nên ông Diệu Trang Dương ông chấp nhận thôi giờ lên đầu thai làm người không được, bị nó cản rồi không đi được nữa, nghiệp nặng quá, ông chấp nhận đầu thai làm bò để trả cái nghiệp, phải không? Mà quý vị biết á, chấp nhận đầu thai làm bò là sao? Làm con bò để cài, để kéo xe, để trả cái nợ nghiệp kiếp trước mà mình đoạt tài sản, mình giết hại nhân dân đồng bào đó. Bây giờ mình phải làm thân trâu ngựa, tức là bò đó, để kéo xe, để cài mướn này kia nọ để mà trả nợ đó. Cuối cùng cũng làm thay đầu thay làm bò. Diệu Âm qua âm Diệu Thiện lên trần gian trở lại rồi, cái dẫn con bò be 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 đi theo. Thấy chưa? Hả? À. Cho nên từ chỗ này á, mình cái muốn của mình á thì ai cũng muốn á, mà thứ nhất là cái lòng ham muốn nó mạnh lắm, nhưng mà cố gắng dừng lại những cái điều ham muốn sai cách, sai phép, dừng lại những cái điều ham muốn mà phạm tội, phạm luật, thấy không? Phải cố dừng chứ. À. Người Phật tử khi nghe qua một chuyện trên cần suy gẫm. Trong sự mong muốn vật chất trần đời sai đắm, sai lầm đưa đến đọa khổ,
Là người Phật tử, người biết tu niệm, ta đổi cái mong muốn vật chất trở lại tinh thần. Thay vì mong muốn vui thú xác thịt, bây giờ ta ngược lại mong muốn làm sao cho tinh thần được nhẹ nhàng giải thoát thanh cao. Và phải hiểu sự nhẹ nhàng giải thoát không thể có nơi ngôi cao lộc cả, giàu sang quyền quý, tài cao học rộng. Đó. Cái sự mà an lạc là hạnh phúc, là nhẹ nhàng là giải thoát, nó không có nằm trong ngôi cao lộc cả đâu. Mình nghèo mình khổ, mình thấy mấy người giàu có chắc sướng nữa. Ở đây tôi không nói ai mà tôi nói tôi Phật tử. Năm 1966, 67 tôi á, 68 cái tỉnh xá tôi thô sơ đây rồi có ngọc dị biết nè. Là bằng tôn. Bề ngang á vậy á là 4 mét. Bề tới và 4 mét bề ngang vậy. Vách á thì tới lọm cây thông mà hồi xưa mà Mỹ nó đem vô mà nó đựng đồ vậy á, rồi lấy cây thông tháo bỏ đó, mình lọm mình xin cái đó mình đóng mình làm vách đó. Rồi cái tháp á mà để thờ Phật, cái tháp giờ dường như cái tháp cũ kia hư rồi, dường như cái tháp cũ nằm bên đây nè, cái tháp cũng giống giống vậy để thờ. Tôi đi cả tháng trời tôi không lo vậy quý vị ơi. Tôi không sợ ai vô mà khiêng cái tháp khiêng chùa đi vậy trơn á. Còn bây giờ quý vị thấy tỉnh xá tôi vậy. Đây tôi vô ăn lạc là tôi nghĩ là một đêm tôi cũng lo ngoài này không biết có gì không nữa. Khổ ghê không à, đừng có nói mấy người nghèo á mà khổ nha. Mấy người nghèo khổ vì thiếu tiền thiếu bạc á, nhưng mà ta rất an tâm, tối ngủ khỏe re người ra. Còn như chi á nè, bữa nào mà tối mà buồn ngủ, ngủ sớm đi, tới chừng mày giật mình thức dậy, à quỳnh đóng cửa sợ trộm vô, nó không biết không đa còn không nữa. Quý vị thấy chưa? Đừng có nói mấy người giàu sang sung sướng mà sướng đâu. Khổ hơn nhiều, ngồi khổ hơn người nghèo nhiều lắm. Người nghèo tối ngủ một giấc tới sáng khỏi lo gì hết. Còn người giàu tối ngủ một giấc thức dậy rồi nhớ không biết có đóng cửa hay không nữa. Không biết không đa có đem vô nhà không. À, ví dụ như tôi nè, như tôi nói nãy, tôi vô từ sáng ăn lạc mà bữa nào mà bận công chuyện quá mà tối tôi mệt quá thôi tôi không về, thì tỉnh xá quay này không biết có chuyện gì xảy ra hay không, phải điện về ông sư chánh với ông sư phát. Bữa nay tôi mệt quá tôi không có về, mấy ông tối phải ngủ thảnh thức một chút, tôi nhắc mấy ông vậy á. Mà hôm bữa mới đây nè, không biết tối không biết ăn trộm ăn cốp gì không biết nữa. Tôi đóng cửa ngoài mà tôi không có về, không biết cái tay nào hay như thế nào mới vô đập cửa ông sư phát hay là ông Phước đập cửa ông sư phát rầm rầm, mấy ông mới dậy hết trơn, mở đèn đuốc lên rồi thôi im. Bây giờ ta bạc tỷ không, người ta ham bạc tỷ làm chi hả? Ham bạc tỷ như vừa rồi có cái ông nọ đó, ông chết rồi con nó giành giật với nhau, nó chửi bới nhau tan nát hết trơn. Ông đó không xa đâu, cũng gần đây á. Bởi nên á, ông bà mình hồi xưa hay lắm. Ông bà mình hồi xưa nói tôi bây giờ tôi không có để tiền bạc ruộng đất gì cho con hết á, để tiền bạc ruộng đất sau này nó giành rồi nó mít lòng với nhau, tôi chỉ để lại cho nó cái nghề thôi. Nuôi con lớn lên cho ăn học đàng hoàng, cho mỗi đứa học cái nghề. Hay nữa nó đi đâu nó cũng không sợ đói rồi. Đi đâu nó cũng có cái tay nghề trong bụng nó làm. Không có tiền nhưng mà có tay nghề rồi không sợ đói. Mà nó khỏi giành giật nữa. Cái nghề thằng nào nấy làm nó khỏi giành giật nhau nữa. Thấy không? Cho nên ông bà mình xưa bữa có những cái rất hay. Cho nên mình giờ phải học á. Cái bậc tử mình á đừng để tiền đất hay ruộng vườn gì đó cho con chia, nó không điều nó giết nhau. Cứ cho nó lớn lên cho nó học cái nghề đi. Nữa cái nghề thằng này thằng kia không giật được, mà nghề thằng kia thằng nọ cũng không giành được. À, mạnh đứa nào nấy sống, đi đâu cũng không sợ đói được. Ông bà mình hay. Mà cái đó cũng chính là cái ông bà mình muốn cho anh em nó thương yêu, nó đoàn kết nhau, nó không có thù hận nhau là chỗ đó. Nó không thù hận nhau, hiểu không? Có người ta mà thù hận nhau cái đầu tiên nhất là gì phải không? Lòng tham.
Dầu anh em cũng vậy, xóm riền cũng vậy, kể cả nước này nước kia cũng vậy, là do lòng tham mà sanh ra thù hận với nhau. Kìa, ta hãy xem gương xưa các vị vua chúa quan quyền phú quý vẫn phải đau khổ tinh thần. Tinh thần là chủ động trên mọi hình thức sinh hoạt trong đạo lẫn ngoài đời. Do vậy ta phải diệt lòng ham muốn ích kỷ, tư lợi cá nhân, đổi lại ham muốn đạo lý thanh cao, nhẹ nhàng giải thoát, vừa làm lợi ích cho người và lợi ích cho mình. Mình phải chuyển đổi nó. Tinh thần ví như tài xế lái xe. Một chiếc xe kia máy đang nổ mà không có tài xế nhấn ga thì xe chẳng thể chạy được. Chiếc xe dụ cho xác phàm có đủ ngũ tạng lục phủ, phổi thở tim đập đều mà chẳng có hồn linh chủ động điều khiển, thì cái xác như ngủ như mê, chẳng hay biết gì cả. Đó. Cho nên cái xác con người mình thí dụ như chiếc xe thôi, mà tinh thần linh hồn con người mình như là tài xế lái xe. Nếu mà cái xe mà máy vẫn nổ chạy đều mà không có tài xế nhấn ga thì nó không chạy được. Không có tài xế bấp kèn thì nó không kêu được. Không tài xế mở đèn thì đèn nó không sáng được. Mà tài xế với linh hồn, cái xác con người như chiếc xe, nó nằm đó máy nổ, nhưng mà không có tài xế thì không đi đâu được. Con người mình ngủ mê rồi thì cái xác nằm im, không có linh hồn điều khiển thì không biết gì hết trơn. Nó rõ ràng là như vậy. Thế thì ai cũng có cái muốn hết, nhưng mà cố gắng muốn cho đúng đắn, đúng chỗ, đúng nơi, ngay thẳng, vừa đủ và biết đủ trong cái khả năng của mình, của cha mình, của mẹ mình, vân vân. Và từ đó biết đủ thì mình rất an lạc vô cùng. Thứ nhất, thứ hai là nói về tấn. Tấn tức là tấn tới, là tiến tới. Chúng sanh phàm phu trên đường tu học nhìn lại trong đời quá khứ vô minh đã gieo tạo nhiều nghiệp ác nghiệp trái duyên nghịch cảnh. Nay tu hành quan gia trái chủ liền đến đòi hỏi, gây sự khó khăn, bê trễ, hôn trầm, giải đãi, làm nghịch ý sai lầm, và có khi sanh ra bệnh hoạn nữa là khác. Bởi mình giai tạo nhiều đời kiếp quá cho nên giờ phải bị thôi. Cho nên khó mà tiến tới cái đạo giải thoát. Thì ở đây mới đặt một cái câu hỏi, tại sao cái người biết tu biết niệm Phật mà phải trả quả nghiệp như thế? Bởi vì người biết niệm Phật tụng kinh thời, một mặt nhờ luồng điện quang của chư Phật rọi đến, một mặt tâm linh tịnh định, hơi thở điều hòa nhẹ nhàng, tích tụ khí dương, tăng thêm năng lượng, nhiệt độ trong người, làm cho các hồn âm khó thở, bực bội mới ứng lên quý phá. Cho nên mấy vị mà mới tập ngồi niệm Phật hay là tu thiền nghe ngứa ngáy cùng mình, có khi nghe đau đầu, nhức cổ đủ thứ đó, là trong người nó ứng lên đó. Lâu nay nó ở trong mình im quá, im quá, nghiệp đó trong mình bị mình dai nó, mình nuôi nó trong người rồi. Mà bây giờ mình biết niệm Phật, mình biết tu thiền thì nó hội tụ năng lượng trong con người. Mà hội tụ trong năng lượng trong con người mình thì cái khí âm là mấy vong hồn ma quỷ nó chịu đâu có nổi. Cho nên nó phải lộ ra ngoài, nó làm mình ngứa ngáy, nó làm mình nhức nhối, nó làm mình đau đớn. Nó hoành hành vậy đặng cho mình sợ đi, đau quá, nhức quá, khổ quá, thôi nghỉ niệm Phật đi, thôi nghỉ tu thiền đi, đặng nó chui ra lại nó ở lại. Còn ai cương quyết nữa thì nó sẽ ra luôn, ra luôn, mà vượt qua cái giai đoạn khó mình mới kết quả được. Còn sợ thôi lui liền, thôi lui liền. Thí dụ bây giờ tôi nói, thí dụ bây giờ tôi nói vấn đề nghiệp trong người mình nó ứng ra, mình thí dụ đi. Mà tôi thí dụ Phật tử nghe rất là dễ hiểu. Mình ở đây lúc này dường như công ăn việc làm ít để ý nha. Trong một cái hồ nước lớn, thí dụ hồi xưa mà tôi ở nuôi bù lông á, trời mà chuyển mưa á, là tôi thấy cái hồ nước mà tôi biết là biết liền. Quý vị biết làm sao không? Trời mà chuyển mưa, cái hồ nước bị dưới có cá dưới á, nó lên nó ngót nước. Còn mình ở sông ở đây á, mà trời chuyển mưa mà sẽ có mưa là cá ở dưới sông nó lên nó ngót nước. Mà quý vị biết làm sao nó ngót nước không? Khi mà trời chuyển mưa đó,
thì cái khí âm nó xông lên mạnh, cái khí dương ở trên nó xuống. Mà khí âm nó xông lên mạnh mà nó trong nước đó, cá nó ở dưới nước, thì nó xông lên mạnh thì nước nó sẽ nóng ấm lên. Mình hôm nay gọi là trong người mình nó hội tụ năng lượng ấy, cái sức nóng á, cái sức nóng nó cái khí âm lên mạnh, cái sức nóng nó dâng lên thì cá trong nước ở dưới đáy nước nó sẽ nóng, nó chịu không nổi, nó phải lên mặt nước nó ngốc. Nó lên mặt nước nó ngốc. Mà nếu thấy cá lên ngập mà lên mặt nước mà trong hồ mình nó ngốc nước rồi, thế nào cũng có mưa, chắc chắn sẽ có mưa. Mình bây giờ thí dụ những nhà thiên văn họ còn coi máy đo nhiệt độ của vũ trụ, của hư không, năng lượng của thiên nhiên. Chứ ông bà mình xưa đâu có máy móc, cái nhìn mặt nước mà biết có mưa à. Cá ngốp nước nhiều là sắp mưa tới liền, còn cá ngốp nước ít thì lâu lâu một chút, mà ít nữa thì lâu lâu một chút nữa. Đó. Cũng như người ta bắt con đĩa, người ta nuôi, người ta coi thời tiết đó. Thấy không? Hồi xưa người ta là ứng dụng những cái đó đó. Ứng dụng cái đó người ta biết cái thời trời hết trơn. Rồi thêm cái nữa quý vị thấy không? Chuồn chuồn bay thấp thì sao? Chuồn chuồn bay cao thì sao? Hả? Ừ. Chuồn chuồn bay thấp là có mưa phải không? À, bay cao là không có mưa. Nắng hạn. Người xưa người ta tiếp cận các loài sinh vật mà người ta biết có mưa, có nắng, có tốt, có xấu, có hư rồi. Thậm chí có những người họ nghiên cứu về cái cây nữa. À, cái cây á, thí dụ như nó tươi, nó héo rồi, hoặc giả là cái lá nó trổ màu như thế nào, người ta biết cái thời tiết là sao. À, người xưa người ta cảm nhận qua cái này, người ta hiểu. Mà xin thưa quý vị á, tụi nói mình đây nè, sau này tuổi trẻ dốt như me hết trơn. Máy móc bây giờ nó chế ra cái máy mà máy tính á, bấm 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 cái ra. Nếu mà quăng cái máy đi sau này hết biết tính luôn. Giàu học hay giỏi cũng quên trơn à. Cho nên giàu muốn giàu không, cái bản chất con người bình thường mình cũng phải tính thoảng mình phải dạo lại những cái khúc nhạc mà mình đã học. Phải không? Những cái gì học qua rồi mình phải dạo lại chứ không quên luôn rồi nha. Tôi có lúc tôi cầm cái máy tính, cái điện thoại nè, điện thoại có cái máy tính, tôi bấm 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 nó ra. Rồi có lúc sao cầm cái viết quên. Quên không biết quên cộng trừ nhân chia sao đó, vì mình bấm trong điện quen rồi. À, thôi giờ bỏ không bấm nữa. Giờ cầm cái viết đi. À, mà có khi cái viết mình nó ghi nó chính xác hơn quý vị. Bởi vì á, mình ghi rồi mình phải thử lại thì mình biết chính xác. Còn cái máy nhiều khi cái máy nó nhảy bậy, cái này mình đâu có hiểu, mình cho là đúng không à. Thấy không? Cho nên á, mình bấm cái máy mà mình biết cái số liệu nó như thế nào, coi chừng mình bị gạt á. Mình bị gạt, nó nhảy tầm bậy, cái mình cứ tin nó thiệt như vậy là chết rồi. Cho nên thôi thì mình cầm cái viết mình ghi cho chắc ăn thôi. Cho nên sau này tuổi trẻ hả, 100 người chắc có lẽ khôn 1-2 người thôi, còn nhiều quên hết trơn. Mình không dám nói dại dốt nhưng mà quên hết trơn. Đó. Cho nên thôi thì cái gì mà của mình á, mình cứ nhớ cố gắng, mình mượn người ta mình xài mượn, nhưng mà cái của mình phải thỉnh thoảng lấy ra xài nha. Mình cho nhớ. Như tôi hồi xưa tôi học tiếng Pháp nè, giờ tôi đâu nhớ móc gì đâu, tôi lo tu tham thiền nhập định bỏ hết trơn à. Bây giờ nhớ 1-2 cái chạy vậy vui vậy, under tròn cách vậy thôi, nhớ 1 cái thôi. bữa cô nào đó cô nói quanh thu thi, tôi nói under tròn cách. Nói 1-2 cái cho nó vui vậy thôi chứ đâu có nhớ gì nữa. Cái gì văn ôn võ luyện, đây nè, có mấy cô giáo nè, cô giáo thiếu gì đó. Phải không? Văn ôn võ luyện. Thật sự ra mà tới thời lúc mà tôi đi dạy trong trường hạ Phật giáo vậy đó, mình dạy cho nó mở trí cho mình nhiều lắm. Mình dạy cho tăng ni sinh, nhưng mà mình cũng dạy mình á, hay lắm. Nhiều khi cái đó mình quên, mình dạy người ta cái mình nhớ lại mình. Phải không? À. Cho nên á, thì cổ nhân người nói thì cái này sư cũng hay nói hoài,
Cái bao tử con người là một cái đại nghĩa địa. Mình ăn thịt chúng sanh nhiều quá, hồn linh nó ở trong cái xác của mình, nó ở chung trong cái tạng thức của mình. Nó ở chung trong tạng thức của mình rồi, cái xác mình sao có thể bỏ. Nhưng mà nó theo cái tạng thức mình, nó luân luôn mình, luân luôn 100 kiếp, nó cũng theo mình 100 kiếp luôn, không bao giờ nó nhả ra mình đâu. Mà mình tu thiền, mình niệm Phật, cái tịnh tâm mà thanh tịnh mà hội tụ năng lượng rồi, tự trong nó trổ ra. Nó ở trong cái tạng thức mình á, mà tạng thức mình tịnh định được á, thì nó nóng nó chịu không nổi, mà nó phải gian ra. Mà nó gian ra thì đầu tiên nhất là nó phải ra cái thể xác mình, bị cái tạng thức của mình nó trong cái thể xác của mình. À thì thể xác mình phải ngứa ngáy nhức nhối à, cho nên phải cố gắng mà vượt qua à. Thì ở điều thứ ba là nhắc tâm. Con người mình Phật tử mình tu thì mình phải nhắc tâm, mình đừng có nhị tâm à. Nhị tâm là hai tâm á, cũng muốn tu giải thoát mà cũng muốn luân hồi lộn kiếp. Làm sao nội mà có nhị tâm kiểu này á, không khác nào như mình thí dụ có một bộ chuyện nói nghe cũng vui. Hay à, có con chó ở một chùa nọ nuôi đó, thì à, coi như bữa đó à, mỗi bữa thì à, ở chùa đó cũng cho nó ăn đàng hoàng à, cái một bữa nó cái ông thầy đó ổng đi qua giếng cái chùa bên kia xong, chó nó theo, chó nó theo qua đó thì à, cái bữa ăn á, rồi ở chùa đó cũng à, à, nấu mặn cho Phật tử ăn, rồi họ quăng ra những khúc xương á. Con chó này, nó bên này nó ăn chay cũng quen rồi, rồi qua đó người ta ăn mặn, đãi cho Phật tử ăn mặn rồi quăng những khúc xương, cái chó gặm nó nghe ngon à. Tới chừng mà cái ông thầy ở bên này á, là chủ con chó, ông về chùa bên này, cái à, mà con chó nó không có đi chung cái xuồng với ông thầy, nó lội không à. Ông thầy không kêu nó lên xuồng đi chung, cái con chó nó lội ra giữa sông, đi theo ông thầy về bên đây, nó lội nửa sông. Lội nửa sông cái nghe cái tiếng chuông ở bên chùa kia đánh, cái nó nhớ nãy nó gặm mấy cục xương, nó tính lội trở lại đặng nó gặm xương. Cái rồi ông thầy ông đi về tới bên đây rồi ông kêu ông tróc nó, cái nó cũng tính quậy trở lại, nó theo thầy nó về chùa bên này đặng ăn chay à. Nó vừa quậy lại nó tính theo thầy nó về chùa nhà bên này, cái nó trật nhớ lại bên kia gặm khúc xương ngon, cái nó quay trở lại, cái là lưỡng ước nó quay qua quay lại lát đuối dò chết chìm luôn. Chết chìm luôn. Ý nghĩa cái chuyện này á, là nói con người mình tu phải nhất tâm, phải dứt khoát đó. Hãy tu là tu đó. Cái giờ đọc kinh là phải gì? Đọc kinh. Cái giờ cầu nguyện phải gì? Cầu nguyện. Chứ đừng giờ đọc kinh cầu nguyện mà thích xem cine, cái mình đi coi cine. Cái tâm mình nhị tâm á, khi dày khi khác, vì mình không có dứt khoát thì cuối cùng như con chó chết chìm giữa sông luôn, giữa sông mê, không thể đi về đâu được hết. Thấy không? Cho nên tu là phải nhất tâm. Nhất tâm. Ừ. Hãy tại gia thì cứ giữ tại gia cho trọn đạo, mà xuất gia thì phải xuất gia trọn đạo. Chứ đừng ba rọi. Thấy không? Như con chó đó ba rọi mà chết chìm giữa sông luôn á. À. Không trần gian mà không cực lạc. Đó, tức là ba rọi. Đó. Nhất tâm cái này là tâm niệm á, không giờ đổi, tập trung vào một chỗ thôi. Bởi chúng sanh phàm phu dễ giấy động, nào sắc tốt, nào giọng hay, thanh tao im dịu, à, điệu nhạc du dương bỗng trầm quyến rũ, làm cho con người mất cả ý chí, tinh thần cương nghị, mất đi sự sáng suốt, phân biệt trắng đen, phải quấy hư nên mà mãi mãi đắm chìm à, trong tội lỗi đọa đày à. Như thời xưa ông Triệu Khuôn Dẫn ở đây nhắc tới ông, hồi xưa ông Triệu Khuôn Dẫn
Thì quý vị biết Triệu Hướng Dẫn là ai không? Ổng là một vị đại nguyên soái của Xà Vinh. Xà Vinh là vua đời cuối nhà Chu, nhà Châu á. Đời đầu nhà Châu là Châu Văn Dương, Châu Võ Dương. Mà Xà Vinh là cái đời cuối. Lúc đó Triệu Hướng Dẫn là một tướng của vua Xà Vinh đời nhà Châu. Triệu Hướng Dẫn sau này đầu tiên là đứng ra là khai sáng đầu tiên của nhà Tống, Tiền Tống. Hậu Chu mà Tiền Tống. Đó. Cái bữa cái ông Triệu Hướng Dẫn ông đi coi hát. Ông đi với Triệu Hướng Dẫn đi coi hát lại với ông gì mà nóng giận dữ rồi, đúng quên tên rồi. Cái người ta diễn cái tuồng mà Đơn Hùng Tính á, diễn tuồng Đơn Hùng Tính. Nghe là Lý Thế Dân mà khi mà Đơn Hùng Tính mà nó xuất hiện nó dí Lý Thế Dân, chạy sắp gần chém được Lý Thế Dân rồi, thì lúc bây giờ Quốc Kỳ Cung mới xuất hiện cứu Lý Thế Dân. Hả? À, trong cái chuyện đó thì Triệu Hướng Dẫn người ta ngồi dưới này bao nhiêu người cũng coi hát vậy, thì hát bội thì cứ coi đi. Mà ổng vì ổng là một võ tướng cho nên ổng đi ổng cũng có mang cung tên theo, vô coi hát mà có mang cung tên. Ổng thấy mà trên cái sân khấu mà Đơn Hùng Tính giả mà nó dí Lý Thế Dân cũng giả đó, chạy gần tới Lý Thế Dân rồi mà sao chưa thấy Quốc Kỳ Cung xuất hiện. Ổng lạc đạc ổng móc hình rồi ổng dương cung ổng bắn Đường Tính chết queo luôn. Chết queo luôn. Cái quảng hồn mấy huynh đệ xúm nhau chạy, chờ ở quan quân bắt còn gì. Nào, ta nói vậy để cho quý vị thấy một vị tướng tinh thần rất rất là cương nghị, rất là cương quyết. Nhưng mà đứng trước cảnh còn không tự chủ quên mất mình luôn. Quên mất mình là một người có hát, mà cũng quên mất Đơn Hùng Tính và Lý Thế Dân kia là diễn tuồng thôi. Bắn ta chết. Quán ông chạy thì quan quân dí mà dí không kịp. Đó. Cho nên mình sống ở thế gian này mình đừng bao giờ tự thị. Có những chuyện bất cập mà mình không thể làm chủ được. Và khi mà sư nói như chỗ này á, thì sư còn nhớ một cái chuyện. Nhớ chuyện là trong kinh nói con người mình từ vô minh mà sanh ra đây. Đó. Vì vô minh mà sanh ra, tức là không sáng, mình mới sanh ra đầu thai làm người rồi luân hồi lộn kiếp. Phá bỏ được cái vô minh đó, thì mới dứt luân hồi thống khổ. Phải không? Nhưng mà xin thưa quý vị, nói cái vô minh đó, thì chúng ta phải phân biệt ra cái vô minh nguyên thủy và cái vô minh sở sanh. Hả? Cái vô minh nguyên thủy tức là bầu vũ trụ buổi ban sơ nó là vô minh, tức là không sáng. Cái bầu vũ trụ tối đen, mù mù mịt mịt, không có một ánh sáng gì hết. Đó. Đó là gọi là vô minh nguyên thủy. Từ cái bầu vô minh này nè, qua cái sức định trụ của tánh không lâu ngày á, nó biến thành yếu minh. Đó. Nó biến thành yếu minh, mà ở đây tôi muốn gọi cái trong yếu minh tức là có tánh sáng, có tia sáng. Trong tia sáng á, nó có bốc hơi thành khí, cho nên cái khí đầu tiên á, mà theo như cái người xưa ta gọi là nhất khí tiên thiên, hay nôm na gọi là khí nhất nguyên. Lúc đó chưa có loài người loài vật gì hết á, chưa có cây cối gì hết, không có cái gì hết. Buổi ban sơ nó là như vậy đó. Cái bầu vũ trụ buổi ban sơ nó là vô minh. Nó là vô cực mà nó là vô minh luôn. Vô cực cái là không cùng không tận, mà vô minh là không sáng, tối đen. Không có loài người, loài vật, không có ngũ hành, kim mộc tỷ hỏa thổ gì hết trơn. Rồi do sức định trụ tánh không lâu ngày nó biến thành yếu minh. Yếu yếu minh minh tức là
Quý vị thấy như vừa có đen mà vừa có những tia sáng đó. Đó. Thì trong tia sáng á, nó bốc hơi thành khí. Mà khí đầu tiên ta gọi là khí nhất nguyên, hay là nhất khí tiên thiên. Rồi cái nhất khí tiên thiên này do cái sức định trụ của tánh không lâu ngày, nó biến thành khí nhị nguyên. Đó. Biến thành khí nhị nguyên, tức là khí âm và khí dương. Mà đầu tiên nó chưa phải là khí âm dương nữa, mà là thiếu dương thiếu âm. Cái khí âm dương này nó rất là phôi thai, rồi sau nó mới thành hình một cách rõ ràng, nó là khí âm và khí dương. Đó. Rồi từ cái khí âm dương đó, nó hấp thụ vào nhau do sức định trụ tánh lâu không lâu ngày á, nó biến thành tứ tượng là đất nước lửa gió. Mà đất nước lửa gió buổi đầu tay tiên nó gọi là, nó cũng rất là phôi thai nên gọi là tứ tượng thôi. Nó chưa thành đất, chưa thành nước, chưa thành lửa, chưa thành gió. Nó rất là phôi thai. Rồi do cái sức định trụ của tánh không lâu ngày á, nó hình thành là đất nước lửa gió, thì lúc đó mới là thành ra, sanh ra ngũ hành. Thành ra ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Đó, kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi kim mộc thủy hỏa thổ này do sức định trụ của tánh không lâu ngày, nó thụ khí âm dương mà sanh ra muôn loài vạn vật. Nó là như vậy đó. Cho nên nói vấn đề vô minh á, con người từ vô minh mà ra, mà mình nói cái buổi sơ khai á, là cũng đúng. Con người mình tất cả đều từ cái bầu vô minh, vô cực thở xưa xưa, mà do sức định trụ tánh không lâu ngày mà biến thể hôm nay có mình nè. Có mình nè. Đó. Rồi á, mình nói cái thứ nhất là từ vô minh mà ra. Đó là mình hôm nay mình gọi là cái mà vũ trụ quan. Có nghĩa là mình quan sát trở ngược dòng thời gian, trở về nguyên thủy của vũ trụ, là mình hiểu nó như vậy. Phải hiểu như vậy thôi. Cho nên á, khoa học ngày hôm nay họ chỉ biết được cái chỗ gì, quý vị biết không? Khoa học ngày hôm nay nó chỉ biết con người mà tiến hóa từ cái chỗ mà loài khỉ dượng lên tới loài người thôi. Tôi qua bên Mỹ á, tôi vô cái viện bảo tàng của Mỹ á, một cái màn ảnh hình á, nó rộng lớn hơn, cao hơn cái này chút. Nó chiếu trở về nguyên thủy, cái bầu vũ trụ vô cực, rồi nó hiện từ 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 ra tới con khỉ dượng, từ khỉ dượng nó biến ra tới loài người. Thì tôi thấy là nó chỉ chiếu được từ cái chỗ mà nó nói lên được, từ chỗ một khỉ dượng tới loài người thôi, về sau này thôi. Chứ ngược dòng thời gian nó không có triết lý triết giải được. Nhưng mình Phật pháp mình phải giải được. Thấy chưa? Đó. Rồi thêm cái nữa, cái vô minh thứ hai nữa là gọi là vô minh sở sanh. Cái kia là tôi nói vô minh nguyên thủy rồi, bây giờ nói vô minh sở sanh là gì? Khi đã có con người, con người mình hiện tại mà cũng sáng suốt lắm đó. Nhưng mà giả sử như mình chết bỏ xác đi, trong cái quy luật của thiên nhiên vũ trụ là thập nhị nhân duyên nè, vô minh sinh hành, thức danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sanh tử. Tử rồi mà còn cái nghiệp chướng, phải trở lại vô minh. Trở lại vô minh là gì quý vị? Tức là trở lại trong bào thai bụng mẹ. Lúc đó cái hồn nằm ở trong bụng mẹ là vô minh, ở trong cái bầu vô minh này nè. Bởi vậy cho nên khi mà sanh ra quên trời, sanh ra quên hết trời, không nhớ. Mấy người mà họ đầu thai mà họ lớn lên bây giờ họ còn nhớ những cái gì kiếp trước quá khứ đó, là do không phải họ đầu thai, họ chỉ chuyển kiếp thôi. Tức là cái bào thai ra rồi họ mới nhập vô, cái hồn mà nhập vô cho nên họ nhớ được cái giai đoạn trước. Còn những người mà nhập vô bào thai mà cái hồn ở trong thai luôn rồi là trong bầu vô minh. Trong bầu vô minh, phải không? Ở trong bầu bị mẹ đâu có ánh sáng gì đâu, đâu có ánh sáng. Bầu vô minh tối tăm hồn ám. Bởi vậy cho nên cái hiện tượng của một con người đi đầu thai mà chuyển kiếp ra khi mà khỏi lòng mẹ, quý vị nghe khóc sao? Khổ a, khổ a, khổ a. Chàng ở thời gian ở trong cái bầu vô minh này
khổ quá chừng, không biết nói ai, không biết nói làm sao hết trơn á. Cho nên trong cái tư tưởng, trong cái tạng thức họ chỉ dồn chứa có cái khổ a, khổ a, khổ a quá à. Thấy không? Đó. Rồi trong cái nỗi khổ đó đó, họ mới nghĩ như thế nào? Họ nghĩ chỉ tu mới qua được cái khổ thôi, chứ không tu là không qua được cái khổ. À, cho nên sau những cái giây phút mà khóc khổ a rồi á, thì bây giờ chuyển ngữ lại là khổ a, khổ a, khổ a. Thấy không? Chuyển ngữ lại khổ a. Đó là cái vô minh thứ hai. Đó. Là vô trong bụng mẹ. Đầu thai đã làm người khổ. Bởi bữa ông thân của cô Hạnh Đăng á, nói sao không ai đầu thai đi, ông chết này 12 năm rồi. Bữa tôi có lên mạng rồi đó, đó. Ông nói đầu thai khổ lắm ông sư ơi. Trong dòng họ tôi ít có người đầu thai. Đầu thai khổ, không ham. Sống trong cõi âm vậy mà khỏe hơn. Cái gì thấy chưa? Những người trong thế giới âm người ta về người ta nói đó, chứ không phải sư nói nữa. Sư chỉ nhắc lại thôi. À, cho nên á, cái vô minh thứ hai là từ trong bụng mẹ mà ra. Còn cái vấn đề á, ở đây tôi muốn nói thẳng, bởi vì Phật pháp không có người phân tích thì không thể hiểu được, không có người chia sẻ thì mình không thể nào nắm bắt. Quý vị biết không, con người mình luân hồi lộn kiếp, nói tiếng á, là từ vô minh sanh ra, là nói cái sự sanh quá thôi. Chứ đúng ra con người bị luân hồi lộn kiếp đây mãi mãi vĩnh viễn là do lầm, chứ không phải vô minh. Do lầm mà nó xảy ra. Lầm nhận. Thí dụ quý vị ở đây đi về thành phố Hồ Chí Minh, quý vị biết Sài Gòn chứ, biết cái chợ Sài Gòn, chợ gì kêu thành quá nữa đó. Hả? Ở chợ Bến Thành. Mình biết chợ Bến Thành chứ. Nhưng mà về tới để tôi nhớ về tới đâu. Đi về tới Điện Biên Phủ. Thì mình tẻ về qua bên cái đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cái chạy tẻ nữa đường Nguyễn Bình Khiêm. Cái tới đụng đường Lê Dẫn. Chạy xuống tới một chút xíu cái quẹo qua cái chợ Bến Thành như vậy. Ai về tới đi chợ đi đường Điện Biên Phủ rồi, tới đó quẹo trái không quẹo, nhiều quẹo phải. Trong nhất thời quên. Thì quý vị đây là tôi nói quý vị cụ thể nè, khi mà mình biết đường đó, mình chạy xe hay là mình đi bộ cũng vậy. Mình đi. Rồi trong khi đó mình đi đúng chỗ. Hoặc giả là mình không phải đi đúng chỗ, người khác đi đúng chỗ mà mình đi tới đường Biên Phủ mình quên, mình bẹo phải, mình bẹo quải, mình tẻ ra thì mình đi vào Gò Vấp. Như vậy là mắt mình sáng không? Mắt mình thấy đường không? Mắt này thấy đường chứ. Lỗ tai mình nghe không? Nghe chứ. Mình thí dụ mình ngồi trên xe hơi, mình cũng biết bóp kèn, cũng biết thắng, cũng biết chạy đạp ga, phải không? Vậy đâu phải vô minh. Cái trạng thái đó không phải vô minh. Mà mình chạy đây, mình chạy sai đường là mình làm. Mình làm chứ không phải vô minh. Cho nên nói vô minh mà bị luân hồi á, là nói ngay cái hiện tượng chung chung thôi. Hiện tượng chung chung. Cái sự thật á, làm. Mà tôi nói lầm này cho quý vị nghe. Ông Sư Tấn mà đệ tử sư nè, quý vị biết không? Biết Sư Tấn. Ông có một đứa chị, mẹ sanh ra mới có 2 tháng chết. Chết. Kỳ đó tôi ghé nhà. Đó thì cái vong hồn đứa bé đó, nó về. Nó về tôi mới hỏi nó, sao con yếu số vậy, ra đời mới có 2 tháng thì con chết. Nó sư ông ơi, con đâu phải người trần gian sao, con đâu phải con của mẹ này,
mẹ con ở trên á, nói ở vậy con, mẹ con ở trên mà mẹ con á là mẹ nào? Nó mẹ con á là mẹ Diêu Trì Thánh Mẫu. Hả? Rồi con á, con phạm tội, mẹ mới đày con xuống trần gian. Đó. Đài con xuống trần gian đó, để mà gọi là phạt con đó. Cái rồi con đi chơi đó, đài con trần gian con đi chơi. Cái con thấy có một tốt người họ đi đông quá, mặc quần áo trắng xanh vàng đỏ đen, mà họ vui vui cười cười, họ nói vui lắm. Con thấy vậy con tháp tùng cái nhóm người con đi theo luôn. Tới chừng mà họ đi qua cái cửa đó, tới khuyên con biết tới đây là đi đầu thai rồi, con quản không, chạy ra không được. Cái con theo đi con đầu thai vô bụng mẹ này luôn đó. Cái là mẹ này á, mới sanh ra con mới ra 2 tháng cái mẹ bị trên bắt con về lại, không để con ở trần gian này. Khổ lắm sư ông ơi. Nó nói vậy đó, vì một phút lầm, tưởng đâu người ta đi cười giỡn vui vẻ vậy là đi câu hát xi nơi, ai về đi đầu thai lầm đó. Cho nên quý vị mình á, giờ á, thậm chí ở cõi tiên cõi Phật cũng vậy nữa. Cõi Phật thì không có, nhưng cõi tiên sung sướng, cõi tiên an nhàn, đi mây về gió sướng, tưởng trần gian làm vợ chồng sướng dữ. Ở trên trần gian liếc ngó như ông Trư Bát Giác, tiên mà quy sái là quy sái cõi trời ngon rồi, gặp thằng Nga thấy đẹp quá, theo chọc ghẹo ông ta bị bắt phạt xuống làm con heo trong rừng. Cái gì thấy chưa, lầm, tưởng đâu yêu thương rồi xuống trần gian rồi xuống sung sướng dữ, chứ không sướng đâu. Đó. Nói tóm lại, luân hồi lộn kiếp là do lầm mà nó ra. Đó. Đi lầm đường lạc lối. Cho nên mục đích bây giờ đạo Phật ra đời làm sao phá vỡ cái bức đê lầm này của ba tánh chúng sanh nè, cho nên họ trở về bến giác. Đó. Chứ nếu nói mà vô minh á, thì con người ta vẫn có mắt sáng, vẫn có tai nghe thông, vẫn có ý biết, vẫn có trí minh vân vân. Nếu mà người ta mà không lầm á, thì ai theo tà đạo làm gì? Như Phật tử mình giờ nè, một phút lầm thôi là cuộc đời tan nát luôn. Tà đạo bây giờ nó ra đời, nó mở đạo rất nhiều, nó giảng rất hay. Rồi mình tưởng đâu nó đúng, mình lầm tưởng nó đúng, mình theo nó là mình lạc ba đạo. Cái đầu thai chuyển kiếp này cũng do lầm mà ra, lầm mới đi đầu thai chuyển kiếp, chứ không có ai ngu gì mà đi đầu thai chỗ khổ, chung vô bụng mẹ nằm 9 tháng 10 ngày khổ gần chết. Rồi trong sách người ta diễn tả là ăn cháo lú của mạnh bà mà quên hết trơn à. Ăn cháo lú mạnh bà quên rồi, nói xin lỗi nha. Tôi nói một cái thực tế nhất á, cái người hồi xưa mà cái đời chiến tranh á, mà Mỹ nó bắt một cái người mà nó nhốt trong cái kết xô rồi á, chừng 3 ngày nó thả ra cũng không biết ngày này là ngày gì nữa à, không biết nay năm mấy nữa, chứ đừng chừng 3 ngày thôi, bị trong đó tối tăm mù mịt có biết gì đâu, có ông sáng nhỏ thôi, mà cái kết xô đó còn có ánh sáng nhỏ nha, chứ bụng mẹ không có ánh sáng. Thì làm sao mà nhớ được cái gì giờ, không uống nước mạnh bà cũng không nhớ nổi nữa, chứ đừng nói chuyện. Cái người chết đi sống lại nè, chết đi sống lại chừng 2 tiếng đồng hồ, khi tỉnh lại họ còn quên tên họ. Chứ đừng nói tới mà nằm tới 9 tháng 10 ngày, phải không? Đó, nói vậy cho Phật tử hiểu, lầm. Cho nên bây giờ làm sao cho bà con mình đừng có lầm nữa, phải nhận thức đâu đúng đâu là sai. Nào, đó, đó là cái thứ ba. Thứ tư là nói về quán, là suy xét xem coi, thà một chúng sanh trong cõi đời, trong xã hội có muôn ngàn việc đem đến trước mắt, tốt có xấu hư nên phải quấy đều có hết. Vậy khi nghe thấy một điều gì cần phải xem xét cho tận tường minh bạch, chớ vội làm càn,
mà tai họa về sau. Khi nghe thấy cái gì phải suy xét. Cũng như tôi coi trên truyền hình, công an họ họ diễn tả một cái cảnh coi như vậy là cái thằng nọ ở quê mà ba má nó thì cũng tương đối khá, nhưng mà rồi nó thích đánh bài, má rầy hoài, buồn quá bỏ nhà ra đi lên thành phố ở. Bây giờ nó lại đi làm với một người anh bà con với nó. Thì đang làm với người anh bà con đó thì có một cái người bạn của người anh bà con đó, mà bạn cũng quen biết vậy thôi chứ cô không thân gì hết á. Mới lại chơi mà hỏi ra cái nguồn gốc của cái thằng này. Thì cái thằng anh bạn, anh của nó, anh bạn của nó nói là thằng này nó ở dưới quê, gia đình cũng cũng tương đối khá giả, nhưng mà nó trốn cha mẹ lên đây, nó đi làm. Cái thằng kia nó nghe nó chip liền, nó rủ một thằng bạn nữa, nó thuộc về cái kẻ kêu bằng kẻ xấu á, mời hai người này lại nhậu. Nó phục rượu cái thằng bạn mà bỏ cha mẹ này, sai mềm luôn. Nó móc lấy chứng minh nhân dân, móc lấy chứng minh nhân dân, nó biết tên tuổi thằng này quê quán ở đâu rồi, nó tìm đến mẹ của thằng đó ở quê luôn. Nó mặc đồ công an, nó giả công an, nó xuống nó nói ngay tên tuổi thằng này, bà mẹ tin luôn. Nó bây giờ nó phạm pháp rồi, giờ nó bị công an bắt rồi. Bây giờ nếu mà bà đó cần chuột nó ra thì tôi làm móc nối, tức là phải có số tiền để đưa cho cái cơ quan người ta sẽ thả nó. Giờ hỏi bao nhiêu? Nó 10 triệu. Giờ không có tiền cũng phải chạy kiếm tiền. Mà hai chú này là mặc đồ công an rõ ràng, mà hai thà chú mặc đồ công an lại là hai chú bữa ép thằng này uống rượu say. Bây giờ nó mặc đồ công an thì bà mẹ thằng này không biết, tưởng là công an thiệt, đưa cho nó 10 triệu. Mà khi đưa tiền ta rồi là bây giờ mới lúc mà khẩn cấp mà cũng quên điện cho con mình, nó có bị công an bắt thiệt không? Không. Tới chừng đưa tiền ta rồi ta ra đi rồi mới bình tĩnh mới điện là con đâu có bị bắt gì đâu. Rồi mất cái 10 triệu. Bây giờ thấy chưa? Cho nên thấy trước mắt là công an thì cũng cái gì cái bình tĩnh phải suy xét đã, đừng vội vàng. Nó giả công an. Bởi tôi nói trong đời này cái gì cũng có giả hết trơn, công an mà nó còn dám giả nữa, cái gì nó không dám. Phải không? Khi nghe thấy một cái việc gì phải suy xét cho tận cùng. Cho không khéo mình bị gạt đó. Mình thấy trước mắt là ông thầy á, ông tu đàng hoàng, cũng đầu cạo trọc rồi mặc y đàng hoàng lắm. Nhưng mà nó là một cái người đời, nó là xã hội đen. Nó giả mặt đồ tu đặng nó đi sinh đi trì bình. Rồi Phật tử thấy ông sư này tội nghiệp, ôm bác đi trì bình mà ăn nắng thấy thương nha. Cúng 5.000, 10.000. Ai về ổng là cái người, cái người không tốt, có một thành tích không tốt, giả tạo người tu thôi. Nói vậy chưa? Cho nên thấy người tu cũng đừng cho là tốt hết, mà cũng đừng cho xấu hết. Xấu tốt có người. Bởi ông bà mình dạy hay, mía sâu có đốt, nhà dục có nơi là vậy đó. Không? Nhưng mà trong khi mình quán xét á, thì quý vị biết á, nếu mình quán xét theo phàm phu á, là quán xét nhân duyên theo cảnh sắc trần, cảnh có sinh có diệt. Do đó người quán xét mà chấp trụ vào cái hiểu biết chúng sanh phàm phu thì tức là nó bị sanh diệt. Bởi vì ở thế gian này do học hỏi kinh điển, quán xét suy gẫm mà sáng suốt được gọi là văn huệ và tư huệ. Mà văn huệ và tư huệ theo thời gian thì nó sẽ có sanh là có diệt.
À. Và khi nói phàm phu quán á, thì vẫn phân ra hai loại, tức là chánh quán và tà quán. À. Tà quán là suy xét theo lối tà kiến, thiên kiến, biên kiến, đoạn kiến, bảo thủ theo lối tư duy tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tính tấn, tà niệm và tà định. Chánh quán là suy xét theo bát chánh đạo, chánh tính, dứt trừ tham sân si, vọng loạn, đi thẳng con đường trung đạo, chánh đẳng chánh giác. À. Còn nói thánh quán á, tức là nói về thánh quán Đức Bổn Sư Thế Tôn là cũng dạy phân thành hai bậc. Bậc là thanh văn viên giác, dạy về bốn pháp. Bốn pháp quán là quán về pháp khổ, pháp không, pháp vô thường, pháp vô ngã. Khổ không, vô thường, vô ngã là pháp của thanh văn viên giác. Còn Bồ Tát á, cũng dạy về bốn pháp quán, tức là thường lạc ngã tịnh. Thường lạc ngã tịnh. À. Về nói về quán khổ thì mình cũng phải biết thân con người mình sanh ra đây như thế nào, sống ở đây nó đủ việc mà nhu cầu đủ nhu cầu hết. Vì muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và hạnh phúc gia đình đó, thì mình phải có phải có tìm kế sinh nhai vân vân và vân vân đó. Thì ở trong đó nó phải chịu nhiều cái cảnh khổ. À, nhưng mà nói khổ á, thì bây giờ mình mới nhắc lại vấn đề mà trong Tứ Diệu Đế mà Phật dạy với năm anh em của Trường Như. Chứ mình khổ tập diệt đạo. Sở dĩ có khổ là bởi vì mình tập nhiễm nhiều đến ít. Và muốn dứt cái tập nhiễm này á, thì phải hành bát chánh đạo. À, phải hành bát chánh đạo. Đó. Mà khi nói bát chánh đạo tức là nói gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tấn và chánh định. Nó có 8 điều chánh mà mình cần phải thực hiện. À, 8 điều chánh cần phải thực hiện. Nói tóm lại thì tứ nhị túc tức là dục tấn, đó, rồi nhất tâm, quán. Rồi cái này đại chúng mình phải học thôi. Học biết nhưng mình thực hiện thì từ từ mình làm. Đó là căn bản của Đạo Phật. Nếu mình không học được cái căn bản thì mình nghe ai nói hay hay cái mình chạy theo thì mình lạc tà đạo, mình không biết. Không biết gì hết. Thấy không? Thôi thì trước khi dứt lời một lần nữa, nguyện hồng ngăn tâm bảo hộ pháp chư thiên gia hộ cho tất cả đại chúng cũng như chư tăng ni và Phật tử nam nữ thân tâm an lạc, tu hiền được tinh tấn. Và cố gắng mình thọ bát quan trai 1 tháng 2 ngày, tức là 23 giờ mùng 8. Mình có thọ bát quan trai á, thì mình phải hiểu rồi là mình sẽ thực hành như vậy á, nó được tốt thì sau này mình không còn bị lâm vào cái hoàn cảnh gọi là tam đồ và bát nạn, không còn lâm vào hoàn cảnh tam đồ bát nạn, không? À, chúc quý vị thân tâm an lạc, tu hiền tấn. Thì thời giờ có hạn hết rồi, thôi tất cả quý vị